Nâng hạng cabin là một công việc, một thao tác mà anh em tài xế thường xuyên phải làm khi thực hiện các công tác như là kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế hay là sửa chữa chiếc xe của mình. Trước đây ở các thế hệ xe trước thì công việc nâng lật cabin phải thao tác bằng tay, khá là khó khăn và vất vả, nhất là với những anh em nào mà tay hơi nhỏ. Nhưng hiện nay thì hầu hết các dòng xe tải, xe đầu kéo thì đều đã có nâng hạ cabin điện, vẫn là bằng tay, nhưng chỉ cần một ngón thôi, rất đơn giản và dễ dàng. Tuy là dễ dàng nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ như là va quệt, vỡ kính nếu như trong quá trình thao tác chúng ta không chú ý. Công việc đầu tiên trước khi thực hiện nâng hay lật cabin, chúng ta hãy kiểm tra không gian xung quanh xe xem có đảm bảo khoảng cách an toàn hay không. Vì đầu cabin khá là cao, nếu không đảm bảo khoảng cách an toàn, nắp cabin khi lật về phía trước có thể va chạm với những chướng ngại vật xung quanh. Tiếp theo là mở nắp capo. Ở nhiều dòng xe thì nút bấm dùng để nâng lật cabin sẽ nằm ở dưới nắp capo, nên để có thể lật cabin thì chắc chắn là phải mở nắp capo trước. Nhưng ở nhiều dòng xe thì nút lật cabin ở phía sau cabin, nên nhiều người sẽ vội vàng mà quên đi thao tác mở nắp capo này. Khi phần đầu lật xuống mà nắp capo chưa được mở, lực ép sẽ làm nắp capo này gãy vụn. Còn một chi tiết nữa mà đã rất nhiều anh em quên thực hiện và hậu quả là phải trả giá cho chiếc kính xe của mình, đó là kiểm tra các vật nặng trên khoang cabin, đặc biệt là ở trên giường thứ hai. Khi lật cabin, vị trí khoang lái sẽ không ở trạng thái cân bằng lúc đầu. Cabin bị lật có thể khiến cho các vật dụng ở khoang cabin bị va đập vào kính gây vỡ kính. Chính vì thế, trước khi tiến hành lật cabin phải kiểm tra những vật dụng trong cabin, xem có đồ vật nặng, đồ vật dễ rơi vỡ hay không nhé. Còn những điểm nào cần chú ý khi nâng lật cabin nữa, anh em hãy cùng comment chia sẻ bên dưới nhé.